Giáo hóa chúng sanh. Thông thường chúng ta gọi độ chúng sanh. Trước phải tự độ chính mình. Độ chính mình còn không độ được. Nếu nói có thể độ chúng sanh, đây là trên kinh Phật thường nói, không có việc này, không có cái đạo lý này. Cho nên nhất định phải trước độ chính mình. Độ chính mình từ chỗ nào mà đổ Việc này chúng ta Trong lúc giảng giải Đã nói qua quá nhiều rồi Mọi người dạng nhất phải ghi nhớ Lời nói này Nói một dạng biến Nói mười dạng biến Đều không xem là nhiều Vì sao vậy? Bạn không có thực tiễn Làm từ buông xả tự tư tự lợi làm từ chỗ này nếu như vẫn còn ý niệm tự tư tự lợi thì chính mình không thể được độ chính mình không thể được độ còn muốn độ người khác đích thực là không thể làm được. Trước tiên chính mình phải đem ý niệm tự tư tự lợi chuyển đổi lại. Tất cả vì lợi ích chúng sanh, vì lợi ích xã hội. Khởi tâm động niệm vì chúng sanh, vì xã hội, quyết không vì chính mình. Chúng ta mới có thể thành tựu Có một niệm gì chính mình Thì sai rồi Bạn xem người tu hành Có bao nhiêu người Không cần nói hiện tiền Từ xưa đến nay Thèn chốt có thể thành tựu hay không Chính ngay chỗ này Người có thể buông xả từ tư từ lợi Phần nhiều đều thành tựu phàm hễ là người không thể thành tựu ý niệm tự tư chưa đoạn cái thứ này phải đoạn từ gốc vào một tuần trước chúng ta giảng kinh ở nơi đây tôi đặc biệt mời cư sĩ hứa triết mời đến trên giảng đài này, cùng gặp mặt với mọi người. 101 tuổi. Bà có sở trường gì vậy? Có chỗ nào không giống như chúng ta vậy? Đích thực có chỗ không giống nhau. Bà không có tâm riêng tư. Bà không có ta. Người thông thường, mỗi niệm đều vì ta. Bà không có gì ta Bà mỗi niệm vì chúng sanh Khi chúng tôi nói chuyện với bà Đến thăm viếng bà Bà chỉ có một ý niệm Nghĩ đến Tất cả chúng sanh khổ nạn Chúng sanh bệnh khổ Chúng sanh tuổi già Chúng sanh không nơi nương tựa Bà ngày ngày nghĩ đến những việc này bà hoàn toàn quên mất đi chính mình rồi toàn tâm toàn lực vì những người khổ nạn của xã hội mà phục vụ một trăm lẻ một tuổi rồi vẫn là ngày ngày đỡ người khác bà không nghỉ ngơi bạn hỏi bà bao nhiêu tuổi bà nói tôi mới một trăm lẻ một tuổi thôi lời của bà rất đáng yêu. Bà mới 101 tuổi. Cho nên chúng ta bị cái gì hại? Bị tự tư tự lợi hại rồi. Hại được quá sâu. Hại được quá khổ. Có thể đem ý niệm này chuyển đổi lại. Đây là từ trên căn bản mà chuyển. Vì sao Trên đạo Bồ Đề Chướng ngại tự nhiên liền ít đi Có thể nói Dần dần thuận bờm xuôi gió Giáo hóa người khác Trước tiên dạy tốt chính mình Chính mình trước tiên Phải có sự thay đổi Giáo là sự, hóa là kết quả. Giáo học đang thay đổi khí chất. Đây là quá khứ nhà nho đã nói. Giáo học Phật pháp kết quả. Phải thay đổi quan niệm. không chỉ là khí chất phải thay đổi quan niệm đổi ác thành thiện đổi mê thành ngộ đổi phàm thành thánh trước tiên làm từ chính mình giúp đỡ người khác ở ngay chỗ này phật nói ra cho chúng ta nghe ba mục tiêu cái giai đoạn thứ nhất xã hội hiện đại người thông thường phổ biến không tin giáo huấn của thánh hiền nhân làm thế nào bảo họ tin tưởng đây là việc hiện tiền chúng ta cần phải nghiên cứu cần phải nỗ lực mà đi làm làm thế nào giúp họ xây dựng tính tâm nhất định phải từ trên lợi hại mà dạy bảo phải từ trên nhân quả mà giáo hóa. Đại sư Ấn Quang khai thị cho chúng ta rất lớn. Chúng ta thẩm sát hoàn cảnh thế giới hiện tiền. Ngày nay do gì khoa học phát triển? giao thông thuận tiện cả thảy địa cầu biến thành người một nhà có rất nhiều người nói thôn địa cầu lời nói này nó được rất có đạo lý cự ly gần giữa người và người qua lại rất là mật thiết thế là quốc gia khác nhau chủng tộc khác nhau tôn giáo tín ngưỡng khác nhau phương thức đời sống khác nhau văn hóa khác nhau khi vừa giao lưu luôn không tránh khỏi có chỗ mâu thuẫn có chỗ hiểu lầm có chỗ xung đột đây là lợi hại trước mắt. Đây là căn cơ chúng sanh hiện tiền của chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ ràng. Quán cơ nói pháp. Hiện tại phải nói pháp gì vậy? Hiện tại nói pháp, nói đa nguyên văn hóa. Đa nguyên văn hóa có phải Phật pháp hay không? Là Phật pháp. Bạn xem qua kinh luận Đại tiểu thừa trong bộ kinh điển đạo không phải là giảng đa nguyên văn hóa. Nhất là kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm phạm vi của nó là tận hư không khắp pháp giới bên trong nói đến là tất cả cõi nước chư phật không phải là một quốc gia cùng một quốc gia vô lượng vô biên thế giới chư phật chủng loại trong đó quá nhiều không thể nghĩ bàn không cách gì tính toán được vô số khác nhau họ đều là ở ngay trong một pháp giới họ có thể hòa thuận cùng sống có thể bình đẳng đối xử có thể tôn trọng lẫn nhau hợp tác lẫn nhau việc này chúng ta phải nên học tập thích cao ni phật nói cho chúng ta nghe sáu nguyên tắc đây là mọi người đều quá quen thuộc bồ tát sáu ba la mật điều thứ nhất bố thí bố thí là ý nghĩa gì dùng lời của người hiện đại mà nói là phục vụ hiện tại có rất nhiều người nói Nhân sanh lấy phục vụ là mục đích. Nhà Phật nói, bố thí hai chữ này. Bố thí chính là gì tất cả chúng sanh phục vụ. Chúng ta xem thấy rất nhiều tôn giáo. Tụ hội năm mới chúng ta tổ chức. Buổi dạ tiệc ấm áp Người tình nguyện Một ngàn năm trăm người Một ngàn năm trăm người này Tu bố thí ba la mật Họ đến làm công quả Vì mọi người phục vụ Phục vụ dùng thể lực của chúng ta Dùng trí tuệ của chúng ta Đây gọi là nội tài bố thí Xuất tiền ra là ngoại tài bố thí ra sức lực là nội tài bố thí còn thù thắng hơn so với ngoại tài trì giới là ý nghĩa gì trì giới là thủ pháp tất cả phải tuân thủ quy củ ngay trong đại hội mấy ngàn người tụ hội bạn theo quy củ đi làm nghe theo chỉ huy thứ lớp nhịp nhàng giữ kỷ luật giữ quy củ đây gọi là trì giới nhẫn nhục là nói nhẫn nại rất có lòng nhẫn nại có lễ mạo khiêm tốn có thể làm cho Đối tượng được phục vụ Có hảo cảm đối với bạn Có thể sanh tâm hoan hỷ Đối với bạn Có thể sanh tâm tín nhiệm Đây là nhẫn nhục Tinh tấn là cầu tiến bộ Nhất định không lấy hiện thực cho là đầy đủ Không ngừng phải yêu cầu tiến bộ Cho nên Chúng ta Sau khi đại hội kết thúc Phải mở hội kiểm thảo Kiểm thảo từng hạng mục Chúng ta có những kém khuyết nào Có những việc gì Làm chưa được viên mãn Lần sau Làm thế nào cải tiến Thấy đều được ghi chép lại Thiền định ba la mật Nội tâm có chủ thể chúng ta có phương hướng có mục tiêu chắc chắn sẽ không bị cảnh giới bên ngoài dao động bát nhã oh, ba la mật là đối với trước mắt tất cả xử lý rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo Đây gọi là Bồ Đề Hạnh Thấy đều thực tiễn vào Ngay trong cuộc sống Trong cuộc sống Từng ly từng tí Đều đầy đủ Sáu ba la mật Chúng ta nhất định phải hiểu Sáu ba la mật Là sinh hoạt của chúng ta Mặc áo ăn cơm Đều không rời khỏi vô cùng thực dụng không phải không đàm sau khi học rồi lập tức liền ứng dụng được có thể vận dụng bằng lập tức liền được chỗ tốt cho nên không hiểu không làm cho rõ ràng không làm cho tường tận thì bạn không cách gì thực tiễn phật ở trong kinh điển từng câu từng chữ đều nói đến đời sống hiện thực của chúng ta rất đáng tiếc chúng ta đều ở trong văn tự bị nó che mất không cách gì hiểu được ý nghĩa của nó trên kệ khai kinh Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Việc này làm gì dễ dàng Giữa người và người tiếp xúc Chúng ta làm người Sống ở trong cái xã hội này Quyết định không thể nào tránh khỏi Giữa người và người qua lại Phải nên qua lại như thế nào Phật dạy cho chúng ta đáng tiếc chúng ta không hiểu không thể nào làm được phật dạy chúng ta cái gì phật dạy cho chúng ta tứ nhiếp pháp tứ nhiếp pháp chính là dạy cho chúng ta bình thường ở ngay trong cuộc sống làm thế nào qua lại với người khác cái thứ nhất là bố thí bố thí phải giảng như thế nào tôi ở úc châu úc châu đồng tu hỏi tôi tứ nhiếp pháp bố thí là giảng nói như thế nào tôi giảng với họ mời khách nhiều tặng quà nhiều chính là bố thí tôi thường hay mời bạn thường hay tặng chút lễ vật nhỏ cho bạn việc đầu tiên giao tình được tốt rồi lễ nhiều người không trách đây là phương pháp đầu tiên người với người giao tế phật dạy cho chúng ta cái thứ hai ái ngữ thường hay quan tâm họ ngay trong lời nói hỏi thăm quan tâm thì gọi là ái ngữ tuyệt nhiên không phải nói một số lời nói dễ nghe không phải vậy lời nói quan tâm lời nói chăm sóc lời nói hỏi thăm cái người bạn này sẽ không bị mất đi cái thứ ba lợi hành cái ta làm ra tất cả đều là có lợi ích đối với họ họ tự nhiên liền đem bạn xem thành bạn tri âm để đối đãi phải thực tiễn mới được cái thứ tư là đồng sự cùng đồng nhau sinh sống với nhau đồng cùng nhau học tập đây gọi là đồng sự chí đồng đạo hợp Thích Ca Ni Phật cả đời Đối nhân sự thế tiếp vật Chính là Bốn cái cương lĩnh này Ngày dạy chúng ta Chúng ta cũng biết đọc Cũng sẽ ghi nhớ Không biết làm Tại vì sao không biết làm Ý nghĩa chưa thông Các vị xem thấy bố thí nhất định là đem tiền ra quyên tặng cho người khác không phải cái ý này. Cho nên bố thí ở nơi nào đó thì có cách nói như thế đó. ở trong tướng nhiếp pháp đó chính là mời khách nhiều tặng quà nhiều. Cũng đồng là hai chữ. ở trong một khoa mục nào có loại giải thích khác nhau việc này chúng ta phải hiểu không thể nói cùng đồng một giải thích cùng một giải thích ở trong nhiều hạng mục như vậy thì nói không thông bồ đề hạnh có thể làm được hướng nâng lên trên chính là phổ hiền hạnh đây là phổ hiền đạo phổ hiền hạnh cùng bồ đề hạnh khác biệt ở chỗ nào trên sự tướng không có khác biệt dụng tâm không giống nhau trong bồ đề hạnh tuy nhiên là có thể đem cái quan niệm căn bản này quan niệm tự tư tự lợi chuyển đổi lại vừa chuyển đổi lại chính là chuyển phàm thành thánh thì bạn không phải là người phàm người phàm có ai mà không vì chính mình bồ tát không vì chính mình thế nhưng hạnh phổ hiền không những không vì chính mình họ chính mình cùng tất cả chúng sanh hợp thành một thể đây gọi là hạnh phổ hiền bạn có cái quan niệm này mới gọi là hạnh phổ hiền Hạnh phổ hiền là tận hư không khắp pháp giới Tất cả chúng sanh là chính mình Cho nên phổ hiền gọi là đại hạnh Hạnh phổ hiền là Phật hạnh Cái hành môn này là cao nhất Không có gì cao hơn cái này Chúng sanh của thế giới Tây Phương cực lạc Hàm cộng tung tu phổ hiền đại sĩ chi đức đây là câu kinh văn đầu tiên trong bổn kinh này chúng ta đã đọc đến thế giới tây phương cực lạc hiện tại chúng ta không thể tu hành phổ hiền không quan hệ gì chỉ cần tu bồ tát hạnh thì có thể giảng sanh thế nhưng giảng sanh thế giới tây phương cực lạc là cõi phàm thánh đồng cư cõi phương tiện hữu dư nếu như tu hành phổ hiền sanh đến thế giới cực lạc là cõi thật báo trang nghiêm vậy thì không như nhau đồng tu chân thật có trí phải nên ở hiện tiền tranh thủ giảng sanh cõi thật báo vậy thì nhất định phải học hạnh phổ hiền mời nguyện của Bồ Tát phổ hiền niệm niệm hạnh hạnh tương ưng với mời nguyện đây gọi là hạnh phổ hiền thí dụ như chúng ta ở trong lục độ của bồ tát hạnh bố thí bố thí tương ưng với mười nguyện phổ hiền nguyện nguyện đều tương ưng phổ hiền nguyện thứ nhất lễ kính chư phật Trong Bồ Đề Hạnh Cái thứ nhất Sáu Ba La Mật Gọi là Bố Thí Hạnh Phổ Hiền không gọi là Bố Thí Hạnh Phổ Hiền gọi là Cúng Dường Khi Ta tu Bố Thí Cúng Dường Lễ Kính Chân thành Tâm Cung Kính Để Cúng Dường 9 giờ sáng ngày 9 tháng 4, các vị muốn ở đây hiến máu, nếu là dùng tâm chân thành cung kính để hiến máu của bạn thì đây gọi là hạnh phổ hiền. Cao hơn so với Bồ Tát. Hay nói cách khác, thông thường Bồ Tát khi gì tất cả chúng sanh phục vụ Tâm cung kính chưa đạt đến tột đỉnh Hạnh phổ hiền là tâm cung kính đạt đến tột đỉnh Giống như cung kính A-di-đà Phật Tâm cung kính giống như cung kính chư Phật như la vậy Đối với tất cả chúng sanh Đây gọi là lễ kính chư Phật Dùng tâm cung kính để tu tâm xưng tán để tu Chắc chắn không có nghi lự Chắc chắn không có hí luận Chắc chắn không có hủy bán Xưng tán như lai Quảng tu cúng dường Nội tài, ngoại tài Không có phân biệt Không có tâm tư riêng Xem thấy Chúng sanh có cần thiết Có cần đến Luôn là tận tâm tận lực Đi giúp đỡ họ quản tu cúng dường xám trừ nghiệp chướng cũng tự nhiên bao gồm ở trong đó chúng ta có những nghiệp chướng nào nghiệp chướng sang tham quá khứ từ trong quản tu cúng dường mà xám trừ nghiệp chướng ngạo mạn từ trong lễ kính chư phật mà xám trừ tất cả đố kỵ hủy bán từ trong xưng tán như lai mà xám trừ vì sao trong mỗi câu đều xám trừ tùy hỷ công đức chuyên môn đối trị chướng ngại đố kỵ chướng ngại đố kỵ từ trong tùy hỷ công đức mà xám trừ Thỉnh chuyển Pháp Luân Trong đời quá khứ vô tri Nơi nơi chướng ngại Hoàng Pháp Chướng ngại diệt thiện của người khác Từ trong thỉnh chuyển Pháp Luân mà sám trừ Thỉnh Phật trụ thế Trong đời quá khứ Luôn sợ người khác cao hơn ta Luôn sợ địa vị của ta Bị người khác đoạt lấy Chúng ta từ thỉnh Phật trụ thế Đem nghiệp chướng này sám trừ Các vị phải nên biết Trong 10 câu này Mỗi câu đều là sám trừ nghiệp chướng Nếu như nói Lễ kính Mỗi câu đều lễ kính xưng tán mỗi câu đều là xưng tán mười câu mỗi câu đều bao hàm chín câu phía sau trong đó hoa nghiêm gọi là giáo học viên mãn ở ngay chỗ này chúng ta đã xem thấy được trên kinh thường nói nhất tức thì đa đa tức thì nhất nhất đa không hai Bất cứ môn nào Chắc chắn đầy đủ Tất cả pháp môn Đây gọi là hạnh phổ hiền Đây gọi là đạo phổ hiền Đây là giáo học của Phật Pháp Đạt đến mức độ cứu cánh viên mãn Ở chỗ này Phật dạy cho chúng ta Bạn phải chân thật phát nguyện Vì tất cả chúng sanh Giáo hóa tất cả chúng sanh bạn không nên quên đi ba cái mục tiêu này. Tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú. Có như vậy, cho dù bạn đến thọ sanh ở một thế giới nào, ở nơi đó có duyên, thì bạn liền đi đến nơi đó. Bạn chắc chắn sẽ không mê mất chính mình. Mê mất chính mình mới đọa lạc ba đường. Hay nói cách khác, bạn quyết định sẽ không khởi tham sân si mạng, Chỗ này nói Tuy sanh tha phương thế giới Vĩnh ly ác thú Ý nghĩa chính là Nói bạn chắc chắn Sẽ không khởi tham sân si mạng Tuyệt đối Sẽ không khởi cái ý niệm Tự tư tự lợi này Nếu như còn có cái ý niệm Tự tư tự lợi Sanh khởi lên Bạn sai rồi Bạn vẫn là phàm phu Bạn độ chúng sanh không đáng tin Chỉ sợ là Độ chúng sanh Có thể chính mình đã bị chúng sanh độ đi mất rồi Việc này thì quá nhiều rồi Tôi xem thấy rất nhiều Cho nên Nhất định là Trước cầu tịnh độ Tiếp theo Phát tâm Rộng độ chúng sanh Ngày nay chúng ta cầu sanh tịnh độ vào lúc này cái thân này của chúng ta vẫn còn ở thế gian chúng ta cũng phải học theo bồ tát chăm chỉ nỗ lực giúp đỡ chính mình cũng không quên giúp đỡ người khác như vậy thì tốt